Ngôi nhà không chê, vào đâu, được của siêu mẫu Giselle chân Gia đình siêu mẫu Giselle chân đang ở ngôi nhà hơn 1.300m2, tại Boston, Mỹ. Siêu mẫu Giselle chân sinh năm 1980 không mang hai dòng máu Brazil đức từ lâu. Đã nổi tiếng trong làng mẫu thế giới với câu nói hùng hồn. Đừng gọi tôi dậy, nếu không kiếm, được 10.000 đô la. Thoạt nghe có phần khoe mẽ, nhưng thực sự câu nói này chẳng có chút phóng đại nào, không chỉ là nàng mẫu duy nhất của thời hiện đại được mang danh hiệu siêu mẫu cao quý. Giselle Bunchen còn là người đẹp kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong hơn một thập kỷ. Ước tính, mức thu nhập bình quân mỗi năm của Giselle Bunchen là khoảng 25 đến 30 triệu đô la Mỹ. Luôn nằm trong danh sách những cỗ máy in tiền của làng thời trang thế giới là một người mẫu bận rộn, Giselle buôn chân dường như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Năm 2013, nữ siêu mẫu từng khiến cả thế giới kinh ngạc khi bế cả cô con gái một tuổi đến sự kiện, trong khi chờ trang điểm, Giselle thảnh thơi ngồi cho con bú. Em bé cũng say sưa bú ti, phớt lờ mọi thứ xung quanh. Qua bức ảnh, chắc chắn Giselle không chỉ muốn chia sẻ rằng cô rất bận bịu mà còn có ý ủng hộ hành động cho con bú mẹ và cho bú nơi công cộng. Siêu mẫu đã nhiều lần công khai khuyến khích các phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ. Hiện cả gia đình cô đang sống trong một ngôi nhà rộng lớn ở Boston, Mỹ. Siêu mẫu quyền lực nhất thế giới, chân dài kiếm nhiều tiền nhất, người đẹp sexy nhất, tất cả những danh xưng Mỹ miều đó đều được dành tặng cho Giselle chân trong khoảng từ năm 2000 tới nay. Ngoài các khoản thu nhập khổng lồ từ sân khấu thời trang, Giselle chân còn là một nhà đầu tư thông minh. Từ năm 18 tuổi, cô đã sở hữu hàng loạt những bất động sản có giá, từ các căn biệt thự, khu nghỉ dưỡng, penthouse và thậm chí là các khách sạn, nằm giải rác tại các thành phố lớn như New York, London, Sao Paulo, Milan. Số bất động sản này tăng lên theo thời gian, và khoản lợi nhuận từ những danh mục đầu tư này đủ. Để cho Giselle buôn chân sống dư giả cả đời, mà không cần làm người mẫu. Năm 2014, siêu mẫu bán biệt thự tại Los Angeles để chuyển về Boston sinh sống. Ngôi nhà gia đình đang ở rộng hơn 1.300 mét vuông. Là một người yêu thiên nhiên, nên Giselle buôn chân trồng nhiều cây xanh bao phủ xung quanh ngôi nhà. Thiết kế phòng khách đơn giản mà sang trọng, chỗ nấu nướng rộng rãi và hiện đại. Bàn ăn được đặt hướng ra không gian bên ngoài vườn. Một bộ bàn ghế đặt ở hiên nhà để gia đình cô có những phút giây thư giãn thoải mái. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn. Hãy bình luận phía dưới nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại